Lê Hoàng Phương vươn lên sau bán kết, chắc suất lọt top cao tại Miss Grand International 2023. Đêm bán kết Miss Grand International 2023 diễn ra tối 22 tháng 10 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh bùng nổ với trang phục bikini và dạ hội. 70 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới đã thể hiện rất tốt phần thi của mình và nhận được những tiếng vỗ tay hò reo không ngớt từ phía trên khán đài. Đứng trên sân khấu Miss Grand International 2023, hầu hết các thí sinh đều chọn lựa những bộ dạ hội gợi cảm, khoe trọn đường cong cơ thể. Có thể nói chất lượng của dàn thí sinh năm nay là không cần bàn cãi, vì đại đa số các thí sinh sở hữu thân hình đẹp như tạc. Đó chính là điều mà chủ tịch cuộc thi Mr. Award đã chia sẻ sau khi xem phần trình diễn Swimsuit Competition được diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua. Thí sinh Việt Nam Lê Hoàng Phương đã có màn trình diễn ấn tượng ngay từ đầu cuộc thi đến nay. Vì vậy, khán giả mong đợi màn bùng nổ của Lê Hoàng Phương trong đêm bán kết. Nhiều kỳ vọng, Lê Hoàng Phương sẽ giành giải cao tại cuộc thi năm nay. Lê Hoàng Phương là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2023. Năm nay, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức cuộc thi nên nàng hậu có không ít lợi thế. Miss Grand International 2023 hiện đã đi đến chặng cuối. Các thí sinh lần lượt trải qua nhiều vòng thi như Swimsuit National Custom bán kết. Ngày 25 tháng 10 tới, khoảng 70 người đẹp sẽ bước vào đêm chung kết để cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất. Xuyên suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam là Lê Hoàng Phương được đánh giá có phong độ ổn định. Hiện tại, người đẹp cạnh tranh với Miss Grand Myanmar để giành tấm vé vote vào top 20 dựa trên lượt like trên mạng xã hội. Trong khi đó, đại diện Indonesia đang đứng đầu danh sách vote vào top 10 bình chọn có tính phí. Xét về điểm thuận lợi vì là cuộc thi tổ chức trên sân nhà nên Lê Hoàng Phương không mất thời gian thích nghi với khí hậu, con người hay làm quen với ẩm thực. Ngoài ra, cô còn được người hâm mộ quê nhà ủng hộ nhiệt tình, tiếp thêm lửa mỗi khi tham gia các hoạt động vệ tinh xung quanh cuộc thi. Còn nhớ trong đêm thi National Custom, Lê Hoàng Phương trình diễn trong sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Ở những chặng cuối, Lê Hoàng Phương chứng tỏ cho người hâm mộ thấy mình có khả năng biểu diễn làm chủ sân khấu. Trong phần thi Best in Swimsuit, đại diện Việt Nam gây ấn tượng với lối cách quốc chắc nhịp không hề lúng túng giữa thời tiết bất lợi. Trên mạng xã hội, phần biểu diễn của Lê Hoàng Phương với bikini tạo ấn tượng tốt, thu hút nhiều lượt tương tác. Ở phần thi Grand Voice, người đẹp cũng cố gắng tạo dấu ấn, quảng bá văn hóa Việt Nam khi thể hiện ca khúc tiếng Việt qua hai vòng thi. Tại buổi phỏng vấn kiến Miss Grand Singapore, Miss Grand Australia, Miss Grand Panama, Miss Grand Switzerland, Miss Grand Ukraine, Miss Grand US, Vinci Island chia sẻ, người họ chọn để đăng quang là đại diện Việt Nam. Các thí sinh dành lời khen cho Lê Hoàng Phương, cảm thấy biết ơn khi đại diện Việt Nam luôn quan tâm và chăm sóc các cô gái suốt chặng hành trình. Chuyên trang Shot Factor từng dự đoán Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ lọt top 5 Miss Grand International 2023 ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng dự đoán lần 2. Hoa hậu Lê Hoàng Phương từng lọt top 18 trong cuộc của vòng thi phụ Grand Voice Award. Chuyên trang Shot Factor đánh giá phần trình diễn thời trang áo dài, đại diện của Việt Nam được đánh giá ở vị trí thứ 7. Ở phần thi trình diễn lại trang phục bikini, Hoa hậu Lê Hoàng Phương được đánh giá ở vị trí thứ 11. Dù có nhiều lợi thế, song Lê Hoàng Phương cũng chịu không ít áp lực. Nhiều khán giả đánh giá nàng hậu có nhiều phần thi chưa thật sự bùng nổ, vẫn bị an toàn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng cô chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh mạnh như Colombia, Hà Lan, Peru. Thêm nữa, dù tổ chức tại Việt Nam nhưng Lê Hoàng Phương vẫn phải thường xuyên sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với các thí sinh khác. Người đẹp có sự nỗ lực trong việc cải thiện tiếng Anh nhưng vẫn chưa quá tốt về kỹ năng này. Khi được hỏi về mục tiêu của bản thân tại cuộc thi này, Lê Hoàng Phương từng cho biết bản thân cô đánh giá mỗi cô gái đều có thế mạnh riêng biệt về cả sắc vóc, tri thức, tài năng và độ phủ sóng trên truyền thông. Các đại diện đều nắm rõ tiêu chí của cuộc thi và đầy kinh nghiệm. Nàng hậu muốn nỗ lực hết mình và không muốn có sự lơ là nào trên hành trình này. Theo đó, Lê Hoàng Phương đặt mục tiêu vào top 5 Miss Grand International 2023. Với phong độ hiện tại, nhiều khán giả và chuyên gia đánh giá người đẹp khó có khả năng đăng quang trước loạt đối thủ quá mạnh, nhưng một suất vào top 10 hoặc top 5 không phải là không thể.